chào tất cả các anh em yêu audio trên toàn quốc đang theo dõi kênh Thành Quốc Hùng. Hôm nay sáng sớm ngày 31 tháng 10 2019, có bác đã đặt hàng bên em là đôi loa full 30 JBL JRX 100. Hôm nay em sẽ test đôi loa này để gửi bác ở thành phố Vũng Tàu. Đôi phua lo phun này là bắt 30 chép kẹt. Các em rất là hay. Cái đôi lo này cho nó để bác thấy nó hoạt động hoàn hảo, rồi em sẽ đóng gói đóng hàng và gửi bác. Cảm ơn bác đã ủng hộ âm thanh của mình. Hôm nay anh em chơi karaoke rất là hay luôn, rất hợp với các phòng karaoke gia đình bắt 30 không phải vừa, nó phù hợp với không gian của nhà luôn các trên 10 triệu rất là hợp với túi tiền của anh em chơi luôn. Anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì xin liên hệ em qua hai số điện thoại trên màn hình. Anh em xem video thì xin bấm đăng nút đăng ký màu đỏ ở dưới video để ủng hộ kênh bên em. Và luôn luôn cập nhật và tham khảo các sản phẩm mới mà bên em về để đăng lên kênh. Rồi giờ thì đôi lo này nó hoàn hảo, hoạt động rất là hoàn hảo rồi. Đây là thác một lo tái. Rồi em chuyển sang lo phải đây. Làm việc đang và cũng cảm ơn bác đã ủng hộ âm thanh Quốc Hùng. Em sẽ đóng hàng và gửi bác sớm nhất.
Ừ, hẹn gặp lại anh em ở video sau. Chào tạm biệt nè.